lại bản tin ngắn. Và McErnie sẽ tiếp quản khung giờ vàng của Fox News của Tucker Carlson vào tuần tới. Đây là bước đi rất là calm cái phong trào của bảo thủ. Đương nhiên nhiều người cho rằng là mặc dù họ rất thích bà này, nhưng mà trên thực tế họ không trở lại chương trình của Fox News. Tôi đem nhóm người như vậy, nhưng mà trên thực tế đó, nhân vật này tôi cũng rất là tôn trọng. Nhưng mà at least tôi sẽ không bao giờ coi chương trình Fox News kể từ 2020. Thành ra là bà có trở lại hay không, I don't care. Nhưng mà có thể là một số cái clip nào quan trọng, tôi xin mượn phép để đưa lại tin tức cho quý vị. Một cụ báo chí tờ Bà Đốc, bà McErnie đã tiếp quản khung giờ thời gian trước đây của Tucker Carlson Tonight trong một chương trình tuần tới. McErnie, người đồng tổ chức cái chương trình là The Outnumber, sẽ phát sóng cái chương trình 8 đến 9 giờ theo giờ của Washington, có thương hiệu là Fox News Tonight. Ít nhất trong một tuần trở thành người dẫn chương trình tạm thứ 3 sau khi tuyên bố chia tay ông Carlson. Bà nói rằng tôi rất vinh dự được chia sẻ rằng tôi sẽ dẫn chương trình Fox News tối nay lúc 8 giờ tối vào ngày 8 tháng 5. Ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 5 tháng 12. All week là gì? Tức là ngày từ ngày 5 tháng 8, xin lỗi, 8 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5. Và McErnie đã viết trên chương trình của Twitter vào tối ngày thứ 5: "Hãy tham gia cùng tôi vào chương trình tới khi chúng ta tìm hiểu tình hình chính trị, truyền thông, văn hóa và đức tin của Hoa Kỳ." Lời bình luận của bà McErnie đã nói trong trang mạng của Twitter. McErnie sẽ điền vào khung thời gian tạm thời cho đến khi tìm người tìm thế lâu dài. Chương trình được trình bày bởi Brian và kể cả luôn Lauren James. Cả trong 3 tháng, cái chương trình của Carlson trung bình là 3 triệu người xem mỗi giờ, trong khi khoảng 2.5 triệu người xem chương trình đầu tiên của Kim ngày 24 tháng 4. Tuy nhiên con số đã giảm xuống là 1.3 triệu theo xếp hạng của Nelson John, trong khi thu hút được 1.55 triệu. Bà McErnie tốt nghiệp trường luật của Harvard, từng làm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa. Cô gia nhập chương trình Fox News với tư cách là bình luận trực tiếp vào tháng 3 của 2021 sau khi ông Trump rời khỏi nhiệm sở. Sau khi tham gia chương trình của Fox News, McErnie chỉ định là người đồng dẫn chương trình Outnumber một thời gian. Nelson Research cho rằng là chương trình này vẫn là tuyệt vời. Khi cái đồng tổ chức của chương trình Outnumber, McErnie cũng cung cấp những thông tin chi tiết phân tích thời sự xuất hiện trong chương trình, bao gồm Fox and Friends, American Report và kể cả luôn chương trình của The Five. Trong khi đó, chương trình hàng đêm Fox News do Sean Hannity, Laura Ingraham và kể luôn Jesse Waters tổ chức được một xếp hạng tương ứng trong tuần. Được hỏi sự sụt giảm của chương trình Fox News thì họ cũng tuyên bố rằng khung giờ vàng sẽ được tiếp tục cập nhật trong tương lai. Trong khi đó thì Carlson vẫn chưa có dấu hiệu công khai lý do tại sao ông rời khỏi cái chương trình. Và tới ngày hôm nay trên thực tế chúng ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra đối với ông Carlson và những cái hợp đồng rất là bẹo bợ. Nhưng mà hiện giờ thì trong tuần sau thôi. Tôi đánh chính là trong tuần sau chứ không là thay thế một vĩnh viễn nha. Sẽ tiếp quản khung giờ trong tuần sau là tuần tới là ngày 8. Có thể là Fox News đang testing một cái gì đó. We'll see what happens. Và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng của nước Mỹ với chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.